chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta bạn có thể đang sống một cách cụ thể nào đó trong thế giới này nhưng linh hồn của bạn thực sự thuộc về đâu bạn có bao giờ cảm thấy như bạn đang đến từ một nơi khác hoặc một thời điểm khác một trong những triệu chứng thách thức nhất của thức tỉnh tâm linh là khao khát được về nhà. Đó chỉ là một cảm giác rất đơn giản là muốn về nhà. Cảm giác như mình đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình trên hành tinh này. Điều này thường rất mạnh đối với những người theo con đường tâm linh rất sâu và đã trải qua nhiều vòng đời và cảm thấy như chu kỳ nghiệp của họ đã hoàn tất. Điều này khá tự nhiên và nó xảy ra bởi vì bạn đang tẩy sạch những ảo tưởng cũ trong khi chuyển hóa chào đón sự thật điều thú vị là mặc dù bạn cảm thấy như bạn đã hoàn thành vòng nghiệp báo trong cuộc sống này bạn đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới tuy nhiên cuộc sống mới vẫn đang xảy ra trong cuộc sống hiện tại được nhập thể trong chính cơ thể này một số nhớ lại kiếp trước hoặc có ký ức lóe lên từ kiếp trước một số biết cách đi giữa các chiều không gian đây là những năng lượng ánh sáng mới đang đến trái đất và đã đi lang thang trên hành tinh trong một thời gian và chúng khiến bạn nhớ về nhà đôi khi bạn có thể cảm thấy cô đơn nhưng hãy nhớ rằng có một lý do tại sao chúng ta ở đây và bạn chúng ta không bao giờ đơn độc tất cả chúng ta đều có một ngôi nhà đó là ngôi nhà linh hồn của chúng ta và mặc dù hợp đồng của bạn đã hoàn thành công việc của bạn mới bắt đầu thần linh luôn ở bên bạn các thiên thần luôn dõi theo bạn và hướng dẫn bạn yêu cầu sự hỗ trợ của họ khi cần thiết hãy thoải mái với bản thân đi theo dòng chảy thư giãn cho phép và chấp nhận thực tế rằng bạn trải qua một lần thức tỉnh lớn và nó có thật. Tại sao bạn cần đánh thức tâm hồn của mình? Mặc dù chúng ít được biết đến hơn bảy luân xa cơ thể, nhưng những trung tâm năng lượng mạnh mẽ này là mối liên kết giữa tính cách trái đất của bạn và linh hồn vĩnh cửu của bạn, cũng như kết nối của bạn với sự rộng lớn của vũ trụ lớn hơn khi được kích hoạt các luân xa cao hơn làm tăng nhận thức tâm linh của bạn giải phóng và cải thiện các món quà tâm linh đồng thời cho phép bạn tiếp cận với những sinh mệnh cao hơn và bản ngã cao hơn của bạn để có kiến thức và hướng dẫn có giá trị có thể giữ bạn trên con đường linh hồn thực sự của mình với các luân xa cao hơn rõ ràng và mở rộng bạn sẽ trải nghiệm một sự thức tỉnh tâm linh sâu sắc vang vọng đến cốt lõi của bạn và thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi. Bạn lớn hơn cơ thể của bạn, bảy luân xa, tương đối phổ biến do các thực hành khác bắt nguồn từ các nền văn hóa phương Đông như yoga và thiền định. Có những loại luân xa ít được biết đến hiện nay, từ luân xa thứ 8 đến luân xa thứ 12. Bước đầu tiên để bắt đầu mở các luân xa cao hơn của bạn chỉ đơn giản là nhận thức được chúng. Điều đầu tiên cần hiểu là bạn lớn hơn rất nhiều so với cơ thể của bạn. Trường năng lượng của bạn bao quanh bạn, cả ở trên và xung quanh thể chất của bạn và các luân xa cao hơn của bạn được xếp phía trên luân xa vương miệng của bạn ở đỉnh đầu của bạn, gần như đi theo con đường của cột sống của bạn xuống nơi có bảy luân xa cơ thể của bạn có rất nhiều luân xa tâm linh ở trên luân xa thứ bảy và khi bạn tăng lên những cấp độ đó nó bắt đầu hơi mất phương hướng khi vượt xa cơ thể của bạn một vị thầy tâm linh có thể đưa bạn vào những cảnh giới cao hơn này một cách an toàn chuẩn bị cho sự đánh thức linh hồn của bạn hiện tại bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình đến các luân xa cao hơn bằng cách kích hoạt luân xa thứ tám luân xa thứ tám đôi khi còn là cánh cửa mà linh hồn bạn phải đi qua để di chuyển vào phần còn lại của các luân xa cao hơn khai thông và kích hoạt luân xa thứ tám sẽ mở ra thế giới của bạn và mang tinh thần của bạn lên cao hơn bao giờ hết bạn cần phải làm công việc cá nhân cần thiết để giải phóng sạc và cân bằng bảy luân xa cơ thể thông qua thiền định ghi nhật ký và các kỹ thuật năng lượng khác trước khi bạn sẵn sàng giải quyết các luân xa cao hơn. Nhưng một khi bạn đã sẵn sàng, đây là những gì bạn có thể mong đợi từ sự thức tỉnh tâm hồn của mình. Kết nối trực tiếp với bản thân cao hơn của bạn. Khi luân xa thứ 8 và cao hơn của bạn được mở, bạn sẽ có thể tương tác với bản ngã cao hơn của mình, cái tôi cao hơn của bạn là bạn. Phiên bản hoàn hảo của bạn mà bạn đến đây để trở thành và nó có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn. Bản thân cao hơn của bạn có quyền truy cập vào tiềm thức của bạn, chứa tất cả các kiến thức về sự tồn tại quá khứ, hiện tại và tương lai. Gặp gỡ với cái tôi cao hơn của bạn cũng sẽ cho phép bạn nhìn thấy hợp đồng linh hồn của bạn được lưu trữ trong luân xa thứ 8. Hợp đồng linh hồn của bạn là những gì mà linh hồn của bạn đến trái đất này để hoàn thành mục đích cuộc sống của bạn. Vì vậy, khi bạn đã mở được luân xa thứ 8, bạn có thể cảm thấy tâm lý của mình bị giằng co, đã đến lúc đi theo con đường đích thực của bạn và hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào mà linh hồn của bạn thiết lập cho cuộc sống của bạn. Lắng nghe giọng nói đó, cho bạn biết khả năng cao hơn của bạn là gì. Tin tưởng rằng, sự hiểu biết ở bệnh viện cao hơn mà bạn đã nhận được bằng cách kích hoạt luân xa thứ tám và đánh thức tinh thần của bạn mở khóa những món quà tinh thần của bạn với nhận thức được mở rộng về luân xa thứ tám mở bạn có thể khám phá ra những khả năng mới đang phát triển bên trong mình khi bạn nội tâm hóa và hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng bạn không chỉ là một phần của vũ trụ lớn hơn mà bạn còn được khai thác sức mạnh của nó các tài năng tâm linh có khả năng được mở khóa ví dụ với quyền truy cập vào sức mạnh trực giác của mình ngày càng phát triển ngoài ra còn có tiềm năng cho một luân xa thứ tám được kích hoạt để nảy mầm hạt giống của bất kỳ món quà tinh thần không hoạt động nào và bạn có thể khám phá ra những khả năng như du hành vũ trụ thấu thị thần giao cách cảm và chữa lành bằng năng lượng rốt cuộc những kỹ năng này nằm trong vô thức tập thể của bạn bạn cần linh hồn này đánh thức thông qua các luân xa cao hơn của bạn để giúp đưa chúng trở lại ánh sáng. Luân xa thứ 8 đóng vai trò là cầu nối với vũ trụ mở rộng. Vì vậy, đó là luân xa cuối cùng mang thông tin của con người và hành lý vật lý cần phải được loại bỏ trước khi bạn có thể tiếp tục. Điều này có nghĩa là luân xa này là nơi tất cả nghiệp của bạn bị mắc kẹt. Năng lượng nghiệp còn sót lại từ các kiếp sống, tuân theo các kiểu hành vi, theo thói quen, những mẫu năng lượng cũ kỹ và hao mòn này đang khiến bạn không thể phát triển cho đến khi bạn học được bài học cần phải học. Khi bạn mở luân xa thứ 8, nó cho phép bạn bắt đầu loại bỏ các kiểu hành vi quen thuộc nhưng không còn cần thiết, khiến bạn bám rễ vào bệnh diện vật chất. Kích hoạt luân xa thứ 8 giải phóng bạn khỏi những nghiệp chướng còn sót lại. Vì vậy, bạn có thể thăng tiến trên con đường tâm linh của mình vào những cảnh giới cao hơn. Du hành xuyên qua bước màn ngăn cách thể chất của bạn với linh hồn bất tử sẽ giúp bạn mở rộng tầm mắt với không gian rộng lớn và kiến thức vượt ra ngoài ranh giới bình diện vật chất của chúng ta. Khi các luân xa cao hơn của bạn mở rộng, bạn có thể tích hợp sự hiểu biết rằng bạn là một linh hồn trong một cơ thể tạm thời ở đây trên trái đất cho phép bạn nhìn thấy cộng đồng linh hồn rộng lớn và liên kết với nhau trên hành tinh này mỗi người đều cố gắng hết sức để trở lại với thần thánh giống như bạn cảm giác duy nhất này mở ra cho bạn trải nghiệm về tình yêu vô điều kiện tình yêu thiêng liêng đó thực sự là một trải nghiệm thức tỉnh tâm hồn thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại